tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ngoại trưởng bắc dinh thể hiện quyết tâm của seoul về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với washington để xây dựng nền hòa bình thực sự tại đây hai bên sẽ duy trì tư thế phòng thủ liên quân vững chắc vừa nâng cao tính hiệu quả của săn đe mở rộng đồng thời cảnh báo triều tiên rằng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả cứng rắn nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào về phần mình, Ngoại trưởng Brinken cho biết Washington đang đẩy mạnh kế hoạch răn đe song phương, bao gồm cả vũ khí truyền thống đến hạt nhân và năng lực phòng thủ tên lửa, tăng cường chia sẻ thông tin về hạt nhân Bình Nhưỡng mà Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhất trí trong cuộc gặp hồi 31 tháng 11 vừa qua. Ngoại trưởng Hàn Mỹ khẳng định sự hợp tác chặt chẽ của ba nước Hàn, Mỹ, Nhật để dồn sức vào ngăn chặn các dòng quỹ đen bất hợp pháp của Triều Tiên, cụ thể là hoạt động tấn công mạng của nước này, đồng thời kêu gọi các quốc nước thành viên của Liên hợp quốc thực hiện tuyệt đối các quy định cấm vận trên. Liên quan đến chuyến thăm Mỹ của tổng thống Yoon Suk Yeol, ngoại trưởng Bắc Jin tiết lộ hiện Seoul đang thảo luận với Washington về chuyến thăm này, song chưa đi đến quyết định cụ thể. Hai bên hiện đang xúc tiến chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc với mục tiêu là trong nửa đầu năm nay, sớm là vào khoảng tháng 3, tháng 4. Hàn Quốc đặt mục tiêu là thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, nhưng đến thời điểm hiện tại, hai bên vẫn chưa quyết định cụ thể về hình thức chuyến thăm. Bộ trưởng Bắc Jin cho biết trong chuyến thăm lần này, ông đã gặp gỡ các lãnh đạo ngoại giao và an ninh của Mỹ, thảo luận các phương án nhằm nâng cao mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ lên thành đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu hai bên đều có ý kiến về việc đổi mới về quan hệ đồng minh song phương thành đồng minh hành động vì tương lai